gần 150 công trình của đại nội thì cúng dương thọ chúng ta để ý là cái diện tích, cái quy mô của nó là lớn nhất, chứng tỏ tấm lòng hiếu thảo của các vua nhà Nguyễn rất là cao. Yên tâm, bên trong mày trương láng là chụp mày đẹp. Chỗ này chưa đẹp đó. Đài Công Môn là cái đền trước mặt chúng ta. Theo như giấy tờ quy định á, Đài Công Môn là cửa vào Tử Cấm Thành của Trung Nguyện. Bây giờ là sau lưng của Điện Thái Hòa, trên trục chính kể cả cái Đài Công Môn chúng ta sẽ nhìn thấy là chỉ con đền thôi. Tuy nhiên khu vực này gọi là ngoài Tử Cấm Thành, thì ở đây vẫn có văn phòng làm việc của các quan văn võ cùng với vua ở Điện Cần Chánh. Nền cao ở bên trong là nền của Điện Cần Chánh, là nơi họp thương triều của Trung Nguyện ngày xưa. Nhìn cái nền này, chúng ta hình dung ra quy mô của cái công trình này. Đây là một cái cung điện rất là lớn. Thậm chí các nhà nghiên cứu nhận mạnh Điện Cần Chánh được trang trí những cái cổ vật, những cái đồ trang trí giá trị hơn nhiều so với Điện Thái Hòa phía trước. Nếu như Điện Thái Hòa đài triều một tháng định kỳ 2 ngày sắc vòng, thì Điện Cần Chánh định kỳ quy định sẽ có 4 ngày thương triều ở đây. Đó là các ngày 5, 12, 20, 25. Sẽ chỉ có các quan văn võ đầu triều. Quan văn thì từ nhất phẩm tới ngũ phẩm. Quan võ thì từ nhất phẩm tới tứ phẩm mới được vô thương triều với vua ở Điện Cần Chánh. Như vậy, cái Đài Công Môn trước mặt chúng ta phải nhấn mạnh với chúng ta, đây là cửa vào Tử Cấm Thành. Những khu vực này vẫn có Điện Cần Chánh thương triều và có Tả Hữu Vu là văn phòng làm việc của các quan văn võ. Vì vậy người ta gọi chính xác ở đây là khu vực ngoài Tử Cấm Thành. Sau lưng của nền Điện Cần Chánh, bây giờ chúng ta nhìn thấy một cái bình phong cổ. Đó chính là giới hạn nội Tử Cấm Thành. Đó mới chính thức là khu vực ăn ở sinh hoạt của vua và gia đình riêng. Ở đây chúng ta còn nhìn thấy luôn hai cái vạc to này. Nhiều người nhìn thấy ngày mấy cái vạc này hay hiểu lầm là vạc dầu. Nhưng mà thực tế chúng ta đã biết đây là thuộc phạm vi hoàng cung, nơi ăn ở sinh hoạt làm việc của triều đình, phải khẳng định là không có pháp trường ở trong này. Vì như vậy sẽ không ăn yên, không ở yên. Vì ngày xưa đời sống tâm linh người ta rất là chú trọng vạc này, mình phải nói đúng là vạc đồng thôi. Những vạc này được đúc là trong giai đoạn Trịnh Nguyện phân tranh lấy sông Danh làm giới tuyến. Do chúa Nguyễn, tổ tiên của các vua Nguyễn, sau khi đánh thắng các chúa Trịnh ở đằng ngoài, bởi chiến tuyến sông Danh sẽ cho người đúc hoặc một bộ một cái, hoặc một bộ hai cái, thậm chí có thể một bộ ba cái, để tượng trưng cho chiến thắng lẫy lưng của mình, uy quyền sức mạnh của mình đối với những thế lực thù địch. Sau 7 lần đánh nhau giữa hai bên, không biết là các chúa Nguyễn đang trắm đúc được bao nhiêu cái vạc cả thảy, nhưng hiện tại ở Huế thì còn lại tổng cộng 10 cái. Và chúng được trưng bày rải rác ở các điểm di tích khác nhau của triều Nguyễn. Đây là một hình thức tưởng nhớ nguồn cội tổ tiên của nhà Nguyễn, vì mấy bán vua nhà Nguyễn là con cháu của các chúa Nguyễn. Hai cái vạc trước mặt chúng ta ở sân Điện Cần Chánh, sân thường triều này, chính là hai vạc to nhất, đẹp nhất. Một cái được đúc năm 1660, nặng gần 1,5 tấn. Một cái thì được đúc sau 2 năm, nặng gần 1,6 tấn. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào cái khu vực gọi là Tử Cấm Thành, hay nói chính xác hơn là nồi Tử Cấm Thành. Tất nhiên là chỉ còn nền thôi, nhưng mình sẽ nhìn thấy vị trí của những cái công trình đó và mình sẽ hình dung ra cái quý củ sắp đặt của nhà Nguyễn ngày xưa như thế nào. Hiện tại ở đây thì chúng ta nhìn thấy hai cái phòng Tả Vu, Hữu Vu, hai phòng họp giáo ban của các quan văn võ còn nguyên si hai bên đây. Đó thì hiện tại nó có những cái chức năng khác nhau. Cái nhà Tả Vu người ta trưng bày những hình ảnh về di sản Huế. Còn ở nhà Hữu Vu phía đối diện đây, người ta phục vụ cái dịch vụ nhu cầu làm vua, làm hoàng hậu cho khách du lịch. Tức là ai có nhu cầu thuê trang phục cung đình lên ngai vàng chụp ảnh thì sẽ ghé vào đây. Tất nhiên vua giả thì ngự cái ngai giả thôi, ngai thật không bao giờ được ngự đâu. Đúng rồi. We'll be right back.
tranh thủ ngồi nghỉ chân. Rồi ai có nhu cầu thuê trang phục cung đình thì mới thuê. Là bức tự cảm thắng cái bên phong cổ luôn á, đây là giới hạn của đồi tự cảm thắng. Trong tương lai thì hy vọng là chính phủ Việt Nam mình sẽ cho phục dựng cái công trình này nè, điện Cân Chánh, vì cái nguyên tắc đầu tiên của Trung Tú là phải làm lại như cũ cả cái công trình trong tự cảm thắng, nhất là phục vụ nhu cầu ăn ở sinh hoạt của vua và gia đình riêng á. Thì ngày xưa người ta cấm tuyệt đối hoàn toàn, gần như không có tài liệu, nhưng mà riêng ở điện Cân Chánh này thì nó nằm phía ngoài mà, cho nên là có nhiều cơ sở khoa học để có thể là phục dựng lại. Và thực ra là năm 95 thì đã có một cái hội thảo khoa học để chuẩn bị dự án là phục nguyên điện Cân Chánh rồi, nhưng mà sau đó thì các cái nhà nghiên cứu người ta vẫn bàn cãi nhau về cái vấn đề chi tiết vì keo vì nắp, cho nên là tiền ngân sách nhà nước rót về tài trợ chuẩn bị chạy dự án, sau đó lại trở lại ngậm ngùi nằm vào ngân sách, mà bây giờ thì người ta vẫn chưa tiếp tục khởi công lại cái công trình này. Vì hiện tại trên cái trục chính rõ ràng là có hai cái công trình lớn đang được làm rồi, cũng ngủ một cái số tiền ngân sách rất là lớn, ví dụ như cái điện Thái Hòa, rồi cái điểm sáu cung của trục chính là lâu kiện trung cũng đang được làm. Cho nên hy vọng là sau khi mà hoàn thiện hai cái công trình lớn trên trục chính này thì người ta sẽ tiếp tục là coi như là có kế hoạch quay ngõ cái điện Cân Chánh để mà có thể chạy. Mình sẽ vào đây. Đây là mình đã khu vực này gọi là nồi tự cẩm thanh.